tới bị tấn công, tin tặc rút ruột 41 triệu đô la Mỹ tiền Bitcoin. Giám đốc điều hành Binance Triệu Trường Bằng cho hay, các tin tặc đã sử dụng nhiều kỹ thuật như tấn công bằng virus để đột nhập vào hệ thống của Binance và lấy đi 70000 BITCOIN, tương đương với 41 triệu USD. Binance cho biết thêm, các khách hàng không bị ảnh hưởng do công ty này sẽ sử dụng quỹ bảo vệ tài sản người dùng để đền bù thiệt hại. Quỹ này chiếm 10% chi phí giao dịch mà Binance thu được và được triển khai để bảo vệ người dùng trong các trường hợp khẩn. Binance đã tạm dừng tất cả hoạt động gửi và rút tiền trên sàn giao dịch cho tới khi các chuyên gia an ninh hoàn tất công tác đánh giá hệ thống bảo mật, dự kiến có thể kéo dài trong một tuần. Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền ảo khác, kể cả Coinbase, cũng tạm dừng các khoản tiền gửi từ các địa chỉ bị tin tặc tấn công, sau thông tin về vụ đánh cắp. Giá trị đồng Bitcoin đã giảm 4,2% vào đầu phiên giao dịch tại các sàn giao dịch châu Á. Theo một nghiên cứu của công ty an ninh mạng CipherTrace, hồi năm ngoái, tổng cộng 950 triệu đô la Mỹ tiền Bitcoin đã bị đánh cắp từ các dịch vụ hạ tầng và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, tăng gần 260% so với năm 2017. Khoảng 58% các vụ đánh cắp tiền điện tử xảy ra tại các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Bitcoin là loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Đồng tiền này được một hoặc một nhóm nhà phát triển bí ẩn mang biệt hiệu Satoshi Nakamoto giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối internet mà không cần một tổ chức tài chính trung gian nào. Với những đặc tính như ẩn danh, giao dịch không mất phí, Bitcoin ngày càng được chấp nhận rộng rãi và có thể được dùng trong trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc trao đổi các loại tiền tệ khác với điều kiện bên còn lại sẵn sàng chấp nhận giao dịch. Theo thông tấn xã Việt Nam